cái chương trình này. Tôi cũng mong muốn là sinh viên của mình đồng hành cùng với chương trình. Thực ra đây là những cái quyển sách mà sinh viên, đặc biệt là đối với khối ngành kỹ thuật, là cần nên đọc để mà các em nó có những cái suy nghĩ cũng như là cái những cái văn hóa đọc sách, để mà các em đọc những cái quyển sách, tìm đến những quyển sách mà bổ ích cho các em sau này khi ra trường để lập nghiệp. Hôm nay em rất là vinh dự khi được tham dự chương trình này, giúp ích cho em có những kiến thức, những kinh nghiệm để trước khi bước vào ngày và quyết định lựa chọn nghề nghiệp của mình một cách hợp lý. Sách thì có ý nghĩa rất nhiều đối với sinh viên, là giúp cho mình được có nhiều thêm nhiều kiến thức. Đó, thì em sẽ đọc cái cuốn sách này và giới thiệu với các bạn bè của em. Hiện nay ở Việt Nam còn rất có nhiều nơi có hoàn cảnh khó khăn và sách gần như là một thứ xa xỉ đối với tất cả các bạn học sinh. Đây là một cái chương trình mà Phan Lê nghĩ rằng là nó vô cùng nhân văn và ý nghĩa khi có thể mang được từng cuốn sách để gửi tặng cho các bạn sinh viên ở những vùng sâu vùng xa, những bạn không có nhiều cơ hội được tiếp xúc với những quyển sách. Tại vì những cuốn sách chính là những cái nguồn kho tàng kiến thức quý giá và lâu đời nhất, và Phan Lê hy vọng rằng là có thể truyền được một cái cảm hứng đọc sách càng ngày càng nhiều cho các bạn thanh niên của Việt Nam, và những cuốn sách sẽ mang lại những cái giá trị rất là to lớn cũng như là giúp bạn thành công. Thì trong suốt 2 năm vừa qua, Thùy Dung rất vui khi mà mình đã được đến với rất là nhiều vùng miền. Và Thùy Dung tin chắc rằng với cái hành trình này càng ngày càng tiến xa hơn và càng ngày càng đến được với các bạn mà phải nói là gặp những cái khó khăn hơn về cái việc tiếp cận sách. Thì cái hành động mà trao sách như thế này sẽ giúp cho các bạn có một cái hành trang nào đó, sẽ có một cái điểm khởi đầu để cho chúng ta sẽ một ngày nào đó mình có càng nhiều những kiến thức và những cái khát vọng để có thể một ngày chúng ta cùng nhau làm nên một dân tộc càng ngày càng vĩ đại hơn.